mà bên Mỹ đó có một cái show là họ đề rằng là hãy gọi điện cho mẹ mình. Và trong văn hóa Việt Nam thì có câu nước mắt chảy xuôi. Và bây giờ vui lên. Mùa thu bao cánh sen rơi tàn, con về quê cũ thăm mẹ cha, lòng con thấy nào nào. Lời của cha xưa luôn dạy con lớn khôn nên người, mẹ luôn chắp cánh ước mơ cuộc đời con thơ, mong muốn đàn con hiền ngoan giữ trong lòng đạo hiếu vuông tròn. Về đây sau tháng năm xuôi ngược, con tìm đâu thấy bóng cha mẹ xưa, lòng con hóa trời vơi. Giờ tìm nơi đâu ơn cù lao đắc công sinh thành, ngày con báo hiếu thiếu song thân lệ còn chan chứa, mong ước mẹ cha còn đây đón con về hạnh phúc sum vầy. Cha ơi, hôm nay con đã là một nghệ sĩ rồi, nhưng con về đây không còn mẹ cha nữa. Ngược xuôi ai người nhớ ơn sinh thành, vì cơm áo phải bước xa chân tới nơi xứ người. Giờ về đây thì mẹ cha đâu thấy bóng hình dáng xưa, nay lễ vu lan nhìn hoa chẳng còn lệ rơi. Nhớ cha thương mẹ khi xưa tàu tân lam lũ, bao dông đâu nề thân có lặn nhớ xưa. Con về lưng cong mẹ ra ngõ ngóng, đứng nơi hiên nhà cha nhìn nỗi niềm trần tư. Đạo làm con ai người nhớ ơn sinh thành, chuyện xưa hiếu hạnh nhắc cho ta tấm gương thành đề. Hiền liên làm con bao hiếu cứu mẹ vãng sinh, xa cách ngâm dương thì con vẫn nhớ mẹ cha. Hỡi ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, nếu thương cha già chớ làm đổ lệ vì con. Nhắc ai ghi lời đạo là con luôn hiếu kính, dẫu cho tóc bạc da bôi vẫn là trẻ thơ. Có cha có mẹ hơn ngàn lời danh phú quý, mất cha mất mẹ hóa thành đứa trẻ.